Bây giờ chúng ta sẽ làm cái ví dụ đầu tiên. Đây là cái hướng dẫn các bạn cách tạo ra một cái sublist theo trang 4.8 và trang 4.9 ở trong quyển sách đầu tiên là cuốn FG310. Thì về thành phần căn bản của một cái việc tạo ra một sublist, đó là chúng ta phải làm hai việc. Việc thứ nhất là ta tạo ra một file sublist, bản chất của nó là một file Java thừa kế ra từ cái thư viện, từ cái lớp cha của nó là lớp HTTP sublist. Việc thứ hai là các bạn tạo ra một cái file cấu hình, người ta gọi là sublist configuration. Cái file này người ta bản chất là một file HTML, cái tên gọi của nó là deployment descriptor nhé. Nếu mà dịch thô ra thì nó nghĩa là cái file mà mô tả khi mà mình triển khai cái ứng dụng web của mình. Người ta bắt đầu ta làm, các bạn vào file, chọn new project. Trong new project này các bạn chọn cho thầy là phần Java web. Trong phần Java web ta sẽ chọn là web application, các bạn chọn next. Ở đây đặt hướng dẫn thì thầy muốn lưu tất cả bài tập, thầy sẽ lưu ở thư mục ổ D Java web như này. Thầy đặt tên ở đây, thầy gọi là cái sublist demo, được chưa? Thế thôi, nhớ chọn đây là main project thì nó chạy luôn. Nên ta chọn cái máy chủ, thì máy chủ thầy chỉ cài một máy chủ là GlassFish server thôi. Ngoài ra các bạn cần có thể cài đặt thêm các máy chủ khác, chẳng hạn như máy chủ của Sun, máy chủ của Apache nha. Theo sách chúng ta học thì ta sẽ chọn Java IE version 5. Đấy, 5. Cái context path đây chính là cái đường dẫn gốc tới cái ứng dụng web của các bạn, thì nó nằm trong cái thư mục đó luôn, là sublist demo luôn. Rồi, ở đây nó có một số kiến trúc, cái này mà thầy có đưa vào trong cái bài IZERT cho các bạn. Strut, Hibernate với Spring đúng không? Còn JSF mà thầy không đưa vào. Có một chủ đề IZERT làm cái này. Thế là chúng ta không dùng kiến trúc đặc biệt, chúng ta làm demo đơn giản thôi. Finish. Bình tĩnh, nó sẽ chạy sau. Rồi, thì đây là một cái project web mà chúng ta đã tạo ra để chạy Java. Thì các bạn thấy default nó sẽ có một file là index.jsp ở trong thư mục web page. Đấy, trong thư mục web page ta sẽ có một file index.jsp. Hiện tại trong file này các bạn thấy nó chưa có một lệnh gì liên quan đến Java cả. Chưa có một lệnh gì liên quan đến Java cả. Đấy. Ở đây là có cái phần mô tả, đây là tài liệu index, tạo ra ngày giờ nào, ai tạo. User nó lấy ra là chính là user thì cài admin và đang chạy, chính là user admin đây. Đấy, cái tên admin thế thôi. Thì nó sẽ có cái phần khai báo đầu tiên. Cái phần này chúng ta gọi là phần khai báo đầu tiên, phần tip đầu tiên gọi là acompact. Kiểu của cái trang này content type là text HTML. Và kiểu mã hóa đây chúng ta UTF-8. Được chưa? Đó. Thế còn phần này các bạn nhìn đây, chúng ta chỉ có các cái thẻ HTML này, chưa có một tí gì Java cả, được chưa? Đấy, chưa có một tí gì Java hết nha. Các bạn khi bật lên thì các bạn chỉ có một chữ Hello World và có cái trang của mình có tiêu đề là JSP Pay thế thôi. Các bạn có thể chạy thử luôn. Có chữ Hello World. Đấy, có chữ Hello World thế thôi, được chưa? Đấy là ví dụ đầu tiên. Ở phần tiếp theo thì bây giờ ta sẽ đi vào ta viết một cái sublist demo đơn giản. Thì các bạn sẽ tạo ra một cái sublist. Thì thường các bạn sẽ đặt cái sublist ở trong cái phần suộc này. Đấy. Chúng ta tạo new một cái sublist. Đấy. Khi bạn tạo new một sublist thì các bạn sẽ để ý đây là có một cảnh báo. Nó bảo là để bảo mật mà. Người ta khuyên là đừng có đưa code Java ở trong cái package default. Do đó thầy sẽ tạo ra một package mới cho nó gọi là tốt hơn, để tạo ra một package new Java package. Default package là cái này này, cái màu xám xám nâu nâu này. Đấy, cho mình tạo ra package mới, để tạo ra package gọi là package demo, được chưa? Finish. Thì các bạn nhìn đường dẫn nhá, nó nằm ở trong cái thư mục của thầy này. D Java web sublist demo src
Nhìn thấy chưa? SRC chính là thư mục thuộc Java demo. Finish. À, nó nằm đây. Được chưa? Nó chuột cái gì được rồi. Hết pin này. Rồi. Bây giờ ta sẽ tạo ra một cái file sublist trong này. Được chưa? Ta sẽ tạo ra một file sublist trong này. Ta sẽ đặt tên của nó ở đây là Split Demo thôi, cho nó trùng với cái tên bài này. Còn đặt khác thì cũng được, các bạn thích đặt là gì cũng được. Demo Split ngược lại vậy. Được chưa? Các bạn để ý đây nhá. Nó nằm ở đâu rồi? Nó nằm trong package demo rồi. Được chưa? Đường dẫn này này. SRC Java Demo demo sublist.java. Được chưa? Finish. Đấy. Các bạn sẽ đặt được tên sublist, cái này tí nó sẽ tự động tạo cho mình một cái file là file XML. Chúng ta của ta gọi là chính là file web.xml. Nó chính là cái file deployment descriptor. Được chưa? Nó tự tạo cho mình thì bạn đỡ phải viết. Các bạn có thể đặt thêm tham số, nhưng đây chúng ta ví dụ chúng ta chưa có tham số gì đặc biệt, mình bỏ đi. Cái tham số là chính liên quan đến phần request. Rồi, ta đã tạo ra được một cái sublist demo. Thì về cái cấu trúc ở trong này, các bạn thấy này, chúng ta có phần package nằm trong package demo, nó có một số thư viện, nó tự động nó import vào, mình cũng import cái này. Tên lớp của mình chính là demo sublist, thừa kế từ http sublist. Cái này nằm ở đâu thì các bạn thấy nó nằm ở đây, nằm ở trong cái gói là import Java sublist.http sublist. Được chưa? Đấy. Thế bên dưới này các bạn thấy nó có các cái dòng lệnh. Các cái dòng lệnh nó nói đầu phương thức đầu tiên là process request. Các bạn thấy này. Process request dùng cho cái giao thức http có mã là get và cái mã là post. Được chưa? Đọc. Đấy. A cộng parameter chính là cái tham số mà sublist này khi người dùng gọi lên. A cộng parameter của response chính là gì? Cái tham số mà khi trong web này trả về cho client là gì? Thế còn cái flow sublist exception chính là một exception xảy ra với cái sublist này. Thế còn flow IO exception chính là nếu có lỗi xảy ra khi ta in cái gì đó ra màn hình thì liên quan đến IO mà input output. Đấy. Thì còn ta có một phương thức là process request ở đây. Các bạn nhìn theo cái dòng ở trên có một tham số request này, chính là cái này. Được chưa? Request, tham số request, response này chính là cái dòng thứ hai này. Được chưa? Tham số response, flow này, service exception này chính là đây, dòng thứ ba này. Được chưa? Cái thứ tư IO exception bên dưới. IO exception đó. Ở đây cái code này người ta không đưa vào rồi. Đấy. Thì chúng ta có thể xem bây giờ các bạn chạy thì cái sublist này thì nó sẽ đi kèm. Nó sẽ có một cái file là file web.inf. Trong này nó có một cái file là file web.xml. Các bạn bật lên thì nó sẽ ra cái giao diện theo kiểu đồ họa nhìn như này. Các bạn muốn nhìn code XML, chúng ta ấn vào phần XML thì bạn thấy đây là chúng ta sẽ có giống như trong sách. Các bạn có hai cái phần này. Đấy, thì để cái màu cho nó vàng này các bạn nhìn. Các bạn sẽ có một cái sublist, cái sublist name, demo sublist. Giống với cái bên dưới này, chúng ta có cái demo sublist, hai cái giống nhau. Các bạn trên này các bạn có cái sublist class là demo.demo sublist. Demo này, .demo sublist này. Được chưa? Đó. URL pattern của ta này chính là cái chỗ các bạn gõ vào trong trình duyệt. Được chưa? Gõ trình duyệt URL pattern gạch chéo demo sublist. Được chưa? Bây giờ chạy thử nhá. Chạy thử chính cái chương trình này của mình này.
Rồi, mình ngay đấy rồi. Nhiều quá, tao vậy. Đây, nó vẫn ra chữ Hello World. Cái Hello World là của cái gì ban nãy? GSP, đúng rồi. Bây giờ, các bạn nhìn cái đường dẫn mình gõ đây là chữ Demo Sublist này. Gõ vào này. Gõ vào đây này. Nhớ nhá, cái tên này là nằm ở trong gì? Trong cái file email nhá. À, mình gõ vào đây này. Nó ra gì không? Không ra gì cả, bây giờ viết cái gì đó nó ra đúng không? Là mình sửa cốt, viết cái gì đó. Mình bật này lên này. Đây này. Cái chỗ try này này. Người ta comment vào, người ta bảo là làm cái gì đấy ở đây thì làm. À, thích làm gì đấy để làm. Nó có sẵn một lệnh, nó comment vào. Thì bỏ cái comment vào đi. Nó in ra đúng không? In ra thẻ hết email này. In ra thẻ hit này. In ra thẻ tiêu đề này. Sublist demo sublist này. Đóng thẻ hit này, đóng thẻ body này. Trong thẻ body in ra thẻ H1, in ra một cái thông báo là sublist demo sublist chạy ở đâu đó. Đấy. Tao phải sửa cái chữ này để nhìn cho nó rõ hơn là chào cu cái gì đấy. Chào cu đại ca đây. Đấy, xong rồi xuống dòng cả. Thế thôi. Đóng body này. Đúng không? Đóng hết email này. Đây ta bỏ comment này đi. Vì thầy vừa mới bỏ chỗ này mà. Chưa cái comment. Đúng chưa? Rồi. File nào đi. Out.close. Thôi người ta đóng cái print writer này lại thôi. Để không in ra màn hình nữa. Đóng lại. Thế thôi. Ta lại chạy thử. Bây giờ chúng ta chạy nha, enter, ngon. Được chưa? Đấy. Thì đó là một sublist đơn giản. Được chưa? Đó là ví dụ sublist đơn giản. Nên chúng ta phải tìm hiểu thêm trong sublist đơn giản có cái gì. Các bạn ở bên dưới này, nó có cái dòng này. HTTP sublist method, các phương thức đấy. Kích vào cái dấu cộng, đúng không? Ở bên trái để mà xem sửa thêm code, nó thích viết gì. Đấy. Chúng ta có các phương thức này. A cộng override nó viết đè lên. Vì sao? Nó thừa kế cái phương thức get, do get ở cái sublist cha. Đấy. Nó cũng thừa kế luôn cái phương thức do post ở lớp cha. Nó cũng thừa kế luôn get server info ở lớp cha. Đấy. Được chưa? Thì các bạn thấy là các cái phương thức này hiện tại ở file web XML của mình. Có gì để chạy? Các phương thức đấy chưa có, đúng không? Chưa có gì để chạy. Bây giờ để chạy, các bạn sẽ phải có một cái mô tả, phải có một cái sublist tên là này, đấy. Phương thức tên là gì, gọi vào để nó chạy, ví dụ thế. Được chưa? Đã hiểu cách viết của sublist đơn giản chưa? Rồi. F1